Hiện nay trên thị trường đang rất hot kem phây pháp chữ A có xuất xứ từ Việt Nam được rất nhiều người yêu thích. Kem phây pháp chữ A trở thành một đối thủ đáng gờm với các sản phẩm nội địa khác. Nhưng rất hiếm khi chị em tìm hiểu kỹ về dòng sản phẩm này đúng không? Trong video này, cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu thêm về sản phẩm đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem phây pháp chữ A là một trong những dòng mỹ phẩm dưỡng trắng da dành riêng cho da mặt thuộc thương hiệu Acomectic. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dựa trên công nghệ dây chuyền hiện đại bởi công ty Phương Anh, cùng với công thức độc quyền và các thành phần phù hợp với làn da, cũng như điều kiện thời tiết, môi trường tại Việt Nam. Hiểu rõ về tâm lý chăm sóc sắc đẹp của chị em, ngoài công dụng dưỡng trắng da hiệu quả, thương hiệu đã nghiên cứu và phối hợp thêm những thành phần giúp dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa da. Điều này giúp chị em cải thiện được tình trạng da và giúp làn da luôn ở trạng thái tốt nhất trong quá trình sử dụng lâu dài. Nhắc đến kem chữ A này, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là sản phẩm của châu Âu, đến từ Pháp. Thế nhưng, thực tế thì sản phẩm này có xuất xứ tại Việt Nam. Sở dĩ có tên gọi như vậy, vì sản phẩm này được mua bản quyền từ các chuyên gia Pháp và các nguyên liệu cũng được nhập khẩu từ đất nước này. Nhiều chị em hiện nay rất tin dùng kem phây pháp chữ A bởi sản phẩm được chiết xuất từ những nguyên liệu tự nhiên, lành tính, có tác dụng chăm sóc, dưỡng trắng và bảo vệ da rất hiệu quả. Kem phây pháp chữ A hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem phây pháp chữ A hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.